Dạ, cô gì cho bác sau đây công ty Hưng Phát sẽ giới thiệu cô gì cho bác mẫu giường xếp văn phòng rất gọn, giường xếp mà rất là gọn gàng và chắc chắn nha. Nó có 8 cái bánh xe mình cũng di chuyển đi đâu cũng được, rất tốt cho văn phòng và những nhà có diện tích nhỏ. Mẫu giường này thì bề cao của nó là 63 cm nha, 62 cm có thể đút vuông gầm bàn được, bề rộng của nó khoảng 33 và bề rộng của nó, bề ngang của nó tùy thuộc vào size 60, 70, 80 hoặc 90. Và bây giờ mình có thể sử dụng là tháo ra thôi và giữ thẳng ra thôi. Phần đầu của nó lên được 5 phút cho các bác nâng lên giường khá là chắc chắn. Nếu như muốn xếp gọn lại thì hãy nâng lên rồi xong. Đây khá là chắc chắn các bác, có thể đứng lên khá là chắc chắn. Mỗi giường nó có nhiều chân nên khá là chắc chắn, và khi nào mình muốn xếp lại thì mình rồi và gắn cái này lại giữ giường với nhau. Và sản phẩm đang được tặng một cái bao trùm lại, khi mà quý vị các bác không sử dụng có thể trùm lại và cắt thêm vào kho đã bu. Rồi cảm ơn quý vị các bác đã theo dõi công ty Hưng Nam Phát. Nếu như có nhu cầu mua sản phẩm của công ty Hưng Nam Phát thì hãy liên hệ số hotline nhé, giường gấp Unica của công ty Hưng Nam Phát.